làng Azu ở đâu hả bà? Làng Azu ấy bà. Nếu anh em đang cần mua Nick Ngọc Rồng đủ 10 server, uy tín, giá rẻ và chất lượng thì anh em hãy truy cập ngay vào acc247.vn. Shop hiện tại đang có một kho nick tầm trung, giá cực kỳ là rẻ cho anh em tha hồ lựa chọn nhé. Ngoài ra shop thì còn có thêm cả nick sơ sinh và nick nguyên danh trại, và dưới này rất là nhiều dịch vụ hay cho anh em. Anh em ơi, hiện tại shop Vinh.com đã nâng giá vàng cho anh em lên là x7 đủ 10 server, bán ngọc cũng là x7 luôn. Đặc biệt có bán bộ Ngọc Rồng 1 sao, giao dịch hoàn toàn tự động. Shop mình vẫn còn chương trình khuyến mại là 50k trở lên anh em sẽ có cơ hội nhận 2 tỷ vàng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt shop đang còn chương trình khuyến mại mua nick được khuyến mại thêm vàng cho anh em, là tuyệt vời luôn. Dưới này thì shop mình có cực kỳ là nhiều các random cho anh em nhé. Hiện tại có cả bán đồ 7 sao chỉ vì giá 50k này, kho nick đồng giá 50k này. Dưới này thì có cả đồ top và rất là nhiều vòng quay. Anh em để truy cập vào shopvinh.com để trải nghiệm 5 triệu vàng. Anh em được giải liên hệ Zalo, mình trao quà cho anh em phút mốt luôn nha. Đấy, thời gian nhận sẽ là 1 ngày. Anh em nào may mắn sẽ nhận được quà từ kênh mình nhé. Và mình xin chúc mừng bạn fan MU yêu nước nha. Ok, cảm ơn bạn, liên hệ Zalo luôn để nhận quà nha. Hello, xin chào anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh của Vinh. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Vậy là cái clip gọi là chơi game quá 180 phút của mình, mình đăng ở gọi là cái nhóm của Temubi Ngọc Rồng Online. Đấy, đứng top luôn anh em ạ, 1k5 like. Và kèm đó TikTok thì mình đăng thì cũng được tận lên xu hướng luôn mọi người ạ. Tận gần 100k view. Thật sự là rất là tuyệt vời luôn. Đây, còn cả kênh của mình nữa. Cái kênh Vinh á, thì video đấy được gần 10k view anh em ạ. Thật sự là đấy là một cái gì đó rất là tuyệt vời anh em ơi. Đó, hôm nay được sự ủng hộ của anh em, lại tiếp tục ra một cái video mới liên quan đi chôn người gọi là những kế bác các chú nha. Nói chung là cái này nó sẽ là tấu hài nhiều hơn chứ không phải là phá người ta làm việc đâu nha. Đấy, anh em thấy xem clip của mình hay giải trí thì comment và cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho Vinh nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Và hiện tại shop Vinh.com của mình vẫn có rất là nhiều dịch vụ và cũng như bán vàng các thứ cho anh em rất là tốt, thì anh em cần ủng hộ Vinh nhá. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ đến với cái clip ngày hôm nay. Đúng rồi, clip ngày hôm nay mình sẽ thử đi hỏi người lạ, gọi là hỏi đường đến gọi là làng Kakalot này, xong rồi làng Aru các kiểu, xem người ta phản ứng nào nhá mọi người nhá. Cảm ơn người rất là nhiều. Chúng ta let's go với clip ngày hôm nay nhá. A few moments later. Làng Azu ấy bà. Gì đấy? Làng Azu ở đây, chứ nghe đấy tao hân Azu. Hả? Azu ạ. Làng Azu. Tao hơn 80 tuổi đó, cái đất này rồi mà tao còn chưa biết cái tên này đó, mặt ngoài kia. Đằng này không có ạ? Đi thẳng có đến được không bà? Bà đã bảo không biết. Thế ạ? Tao ở đây chưa nghe thấy cái tên đấy. Vâng. Cháu cảm ơn bà, tại bạn cháu nó bảo nó ở làng Azu, cứ đi thẳng là đến. Làng Azu này gần Phúc Tân hay nó ở đâu? Hay gần chợ hay thế nào? Tao chưa nghe, tao hơn 80 tuổi, tao chưa nghe thấy. Vâng, nó ở trong game. Trời ơi. Thế còn vách núi đen ấy bà? Không có ạ. Dạ. Phải quay ra. Chứ đi thẳng là không đến đâu ạ? À vâng. Thế cháu cảm ơn hai bà nhá. Vâng, cháu đi đây. Cháu đi thẳng. Không có là gà ru. Bà đây 80 tuổi rồi. Đừng có đùa với bà. Cháu hỏi làng Moji đi hướng nào? Làng gì? Moji. Chẳng biết
làm một gì đâu cả. Cô đây nhẹt một lần nó ở cái xóm xã luôn ạ. Cháu không biết rằng bạn cháu nó cứ bảo cứ đi thẳng thôi là tới mà là cháu hỏi mãi không thấy. Làm gì có làm một gì nó ở xóm là xã Xuân xã nào. Như là Xuân thì sao? Không có à? Là hạnh phúc à? Cháu gọi điện hỏi thế nào? Để cháu xem. Phú Xuân gần đây không bá? Phú Xuân đây rồi. Xuân đi à? Cháu cảm ơn mấy bá nhá. Vâng, thế cháu đi. Vâng, ok, cháu cảm ơn. Làng Moji ở đâu? Đi thẳng phải đến làng Moji không? Em ở đây à? Ừ. Em biết Ngọc Dầu online không? Em chơi game đấy không? Thế á? Em có biết anh không? Thì nhìn có vẻ đồi núi. Mình sẽ hỏi một là Bách Núi Đen, hai là rừng Nguyên Sinh. Chị này bán hàng thôi. Không trêu gì. Có ai mà kiểu không bán thì không trêu được. Giới thiệu với anh em, đây là Hồ Núi Cốc. Một tí nữa thôi là đến nhá mọi người nhá. Bá ơi, cho cháu hỏi là rừng Nguyên Sinh ở đâu bá nhỉ? Cháu không biết, thằng bạn cháu nó bảo là cứ đi thẳng là đến rừng Nguyên Sinh. Nó bảo là ở đằng làng Moji. Thế hả? Vâng, để cháu xem. Bá người ở đây luôn hả? Người đây. Vâng. Đây là Hồ Núi Cốc. Nhắn không trả lời. Cháu quen nó ở game. Quen nó ở game một dòng online. Xong nó bảo là cứ đến, cứ đi thẳng đến làng Moji xong rồi tìm ấy là đến. Trời ơi. Đây là Hồ Núi Cốc. Đây là Hồ Núi Cốc à? Vâng. 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 Đến cái xã mà. Vâng. Ok. Thế cháu thử đi thử lên một tí nữa xem thế nào. Bắc Hồ Núi Cốc ạ. À. Thế à? Bành Đai à? Thế không có rừng nào rừng Nguyên Sinh à? Thế cháu cảm ơn hai bá nhá. Vâng, cháu cảm ơn hai bá. Hai bá làm việc ạ. Vâng. Dạ. Là chi
tiết rất là tuyệt vời. Đó. A few moments later. Hai má này. Rồi không. Bá ơi, cho cháu hỏi là đồi thông xảy ra ở đâu? Đồi thông xảy ra đi hướng nào bá? Vâng. Vừa cháu vòng này không thấy. Vâng. Đồi thông xảy ra. Vâng. Thế à? Ông bạn cháu nó bảo cứ đi thẳng ấy, cháu đi từ hồ nước cấp ở đây. Mà thế hả? Thế à? Thôi cháu cảm ơn hai bà nhá. Cháu về đây, cháu ra đoạn này cháu hỏi.